Good morning. How are you? I'm fine, thanks. And you? Sleepy. Always sleepy, every day, every time. Okay. Bây giờ mình đã viết được xong cái phần này. Đến cái phần bạn đã viết đến cái đoạn mà we had a team building activity rồi. Bây giờ bạn tiếp tục nhá. Dạ. We had a team building activity rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục đi. Tiếp tục nào. Đọc tiếng cho cô. We think we are the best team. Thế là chúng ta bây giờ chúng ta đang kể lại nhá. Là we gì? We were. We thought. We thought. Me. We were the best team. Some of us. Some of you now, but some. But we were the worst. Thế thì mình có thể nói như này nhá, như này hay hơn này. But it turned out. Turned out nghĩa là ý là hóa ra, nhưng hóa ra. Đấy, nghe nó hay hơn đúng không? Nhưng hóa ra we. But now we were the worst. Đúng rồi, the worst. Thế rồi, nhưng hóa ra chúng tôi là cái đội mà tệ nhất. Sau đó. Xong rồi ví dụ nói là gì nhỉ? Ví dụ là bạn của tôi. Thế mà vậy mà bạn của tôi vẫn như nào? Lạc quan đến một cách lạc quan đến một cách rất là đáng, rất là điên rồ đúng không? Một cách rất là đáng không thể tin được, một cách vô lý. Lạc quan đến mức vô lý. Thì mình phải nói là gì? But he was ridiculously. Từ này này. Vẫn là ridiculous không? À rồi ạ. Đấy, mình dùng cái từ này đi. Đấy, để tả là. Nhưng bạn tôi ridiculously là gì? Là quan đến một vô lối, vô lý, vô lối. Không hiểu tại tại sao mà lại vẫn có thể lạc quan được, đúng không? Đấy. Thế thì bắt gì? My friend was still gì nhỉ? Ridiculously positive. Từ positive này. Đúng rồi. Không có ví dụ nó thật là gì? Đôi khi tôi tự hỏi đôi khi tôi tự hỏi không biết là cậu ấy là robot hay là người. Ví dụ như thế. Đúng không? Không biết là cậu đấy là robot hay là người. Mà lại có thể. Người thì chúng ta nên kiểu ví dụ như là như thế nhỉ? Có cảm xúc theo kiểu gọi là vui buồn lẫn lộn, chứ còn đây lúc nào cũng thấy vui. Nhưng mà ví dụ như là bạn cũng có thể tả thêm là dù bạn đã bao giờ thấy bạn này buồn chưa, nghĩa là bạn trọng đã bao giờ thể hiện cái sự buồn trước mặt của chưa đúng không? Đấy thì con có thể, có nghĩa là ví dụ như mình có thể tả thêm là gì, tất cả các bạn mà tôi đã từng quen thì đều luôn luôn đã thể hiện cái sự
đã thể hiện cái kiểu như khuôn mặt buồn hay là thể hiện những lúc cảm xúc buồn trước mặt mình đúng không? Nhưng mà chỉ riêng một trọng thì từ ngày mà quen đến giờ là mình chưa nhìn thấy cái gương mặt buồn của bao giờ, nên là tự hỏi cậu ấy ví dụ là người ngoài hành tinh hay cậu ấy che giấu cảm xúc quá là tốt đúng không? Vì thế nên là ở trọng thì hiện ra một cái gì vừa rất là đáng yêu này, vừa rất là thoải mái này, rất là vui vẻ, nhưng đồng thời cũng khiến cho mình tự hỏi là đúng không? Tự hỏi là cậu ấy liệu có rất mạnh mẽ đến vậy không? Chẳng hạn như vậy đúng không? Và nếu như cậu ấy mạnh mẽ như vậy thì như nào? Cậu ấy quả đúng là một gì? Người hùng, nhưng hùng này là người hùng như nào? Tôi nghĩ rằng không phải tất cả những người hùng đều cần phải rất cao, rất khỏe mạnh hay là rất vĩ đại, mà ví dụ như là bạn của tôi là một người hùng tí thì là tí hon chẳng hạn, thì có thể viết những câu như vậy. Ví dụ gọi bạn của mình là người hùng tí hon đúng không? Vì là cậu ấy rất là nhỏ mà luôn lạc quan mạnh mẽ, có thể để mọi người dựa vào, tin cậy vào đúng không? Đấy, luôn luôn để giúp mọi người tin cậy vào và luôn luôn mọi người có một tâm trạng thoải mái. Đấy, có thể viết những như thế, viết được đi. Nhưng cái như là người hùng cần thiết phải luôn luôn gì cứu thế giới, mà nghĩa là luôn khiến cho những người xung quanh bạn, xung quanh cái người đó đúng không, vui vẻ và thoải mái, thì đó cũng đã là một người hùng rồi, như vậy. Và cũng là một người mà mình có thể muốn học theo. Đấy, thì mình nói rõ là mình học được cái gì ở cậu ấy đúng không? Ví dụ như đang bảo là mình là một người chưa lạc quan thì mình có thể học được cái lạc quan, hoặc mình là một người chưa được funny thì mình có thể học được cái funny. Đấy, mình có thể nói rõ là mình muốn học cái gì ở người bạn của mình. Rồi bây giờ đến phần bạn tôi vẫn lạc quan đến một cách vô lý, vô lối. Bây giờ mình tiếp tục. Tất cả những cái gì cô nói nhất thì bạn thứ nhất có thể chọn ra thôi, không thể không nên là kiểu như ví dụ không thể nào nhiều nhất quá nhiều đúng không? Chọn ra thôi. Cái thứ hai là bạn sẽ có cái cách nói theo ý của bạn này. Đấy, và ngoài ra con còn cái gì thì con sẽ đưa thêm vào. Tiếp theo thì mình sẽ nói tiếng Việt trước, sau đó mình sẽ nói ra tiếng Anh. Đã nghĩ ra chưa? Đã nghĩ ra chưa để luôn luôn tràn đầy năng lượng à? À, đúng rồi, tiếp này. But my friend was still ridiculously positive. Đấy. One more thing. He is tràn đầy năng lượng, mình sẽ là nói là gì? Full of energy. Đúng rồi, he is full of energy all the time. Viết đi. Sao đây năng lượng như nào? Chạy 10 vòng quanh sân vẫn chả mệt. Hay là như nào? He always worked hard and never feel tired. Ah, yes. He always worked hard and never feels tired. Rồi.
Bây giờ mình có thể tả như thế là cô nghĩ là tả tả như thế thôi là cũng đủ đủ rồi đấy. Bây giờ con thêm 1 đến 2 câu mà ví dụ như là nói rõ là works hard few never tired, xong rồi ví dụ nói rõ là ví dụ như là có một lần mình đã nhìn thấy là cậu ấy làm việc liên tục tì hay là không nghỉ hay như nào đấy. Sau đó mình có thể chuyển qua cái phần là con học được những cái gì ở cậu ấy. Chứ và cái cảm nhận cuối cùng là được, là có thể kết quả. When we went picnic, we were run all the day, but he not feel tired. Yes. Thế còn nói thì nói là gì nhỉ? There is a time. Nghĩa là có một lần. There's a time we had to run all day. All day. Nhưng mà cậu ấy thậm chí không gì than phiền một câu nào, có thể nói như thế. Để thay cho cái phần feel tired, vì là feel tired đã dùng ở trên rồi thì mình sẽ hạn chế cái việc gì bị lặp từ ấy. Hạn chế bị lặp nhá, thì có thể nói là gì? But I couldn't. Ví dụ như là hear his complain once. Nghĩa là nhưng tôi không hề nghe được những lời than phiền của cậu ấy một lần nào cả. Ý là cậu ấy luôn luôn gì đây? Works hard and never feels tired. Nghĩa là chạy cả ngày nhưng tôi chẳng thể nghe được lời than phiền của cậu ấy một lần nào. Nghĩa là không hề than phiền một câu nào. Luôn luôn gì? Chạy và không hề thấy mệt, đúng không? Thế thì cái điều này sẽ tác động thế nào đến cả team, đến cả nhóm thì sẽ nói là gì? This made the whole team feel better, cảm thấy gì? Stronger, feel better và stronger nghĩa là cảm thấy như nào? Better. Được mạnh, khỏe hơn à? Đúng rồi, bởi vì tại sao? Vì cái nguồn không khí phát ra từ cậu ấy thì rất là contagious, đúng không? Vì cậu bạn của mình là một người rất là contagious, một người dễ lây lan những cái gì, cái nguồn năng lượng tích cực. Thế thì mình sẽ thêm cái từ nguồn năng lượng tích cực vào. Là ví dụ nha. This positive energy, cái từ positive energy chính là nguồn năng lượng tích cực nhá. Energy made the whole team feel better and stronger and so that we could finish gì nhỉ? The whole gì? Ví dụ như là cái đường đoạn đường này mình cứ cho là đoạn đường chạy đua hay là đoạn đường gì? Chắc là trò chơi à? Trò chơi như thế thì cũng có thể là the whole. Thôi được rồi, đoạn chặng đường mình có thể cũng nói là the whole race đi. Race thì mình sẽ race ý đây nghĩa là một cái đoạn đường đua, đường đoạn đã chạy đua. Đua. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đến cái phần mà con học gì được ở bạn này. Chứ con đang học được những gì và cái cảm nhận cuối như cô vừa nói, nghĩa là ví dụ như nào? Bạn trọng là một bạn gì đấy rất là nhỏ nhắn, đúng không? Và bạn ý thực ta ra cũng chưa cứu thế giới, đúng không? Bạn ý cũng chưa làm những công việc cứu thế giới, nhưng mà trong mắt tôi thì bạn ấy là một người hùng gì, không có lẽ không phải là người hùng vĩ đại nhất, nhưng lại là một người hùng
gì là tí hon, người hùng nhỏ bé. Đấy, vì cậu ấy luôn luôn khiến những người xung quanh vui vẻ, và đối với tôi thì chỉ riêng việc đó thôi đã cũng có thể là gì, là một công việc rất là đáng ngưỡng mộ chẳng hạn. Đấy, hay là như nào. Và tôi muốn là sau này sẽ được tiếp tục làm bạn của Trọng, và chúng tôi sẽ có một tình bạn thật là vững bền, ví dụ như thế. Nói những cái ví dụ như là nó cũng kết bài, mình nên để cho nó làm một cái gì đấy rất là trìu mến, đúng không? Rất là trìu mến. Đó là trong đoạn này thì mình đã làm những cái rất là có những câu mình đã rất là mocking, rất là sarcastic rồi. Sarcastic nghĩa là gì nhỉ? Đã mang tính ví dụ như là chào phúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ ironic là chào phúng, ironic hoặc là sarcastic là rất là kiểu như là chế nhạo theo một cái cách mà rất là hài hước. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang đoạn cuối, thì mình sẽ làm nào để người ta cảm thấy mình cũng dành rất là nhiều tình cảm cho người bạn của mình và mình rất ngưỡng mộ cô ấy, đúng không? Thì bây giờ sau khi như thế thì bạn sẽ chọn một những câu cô nói ra nhé. Thứ nhất là con học được gì ở bạn ấy này, chưa nói từ 1 đến 2 câu, và khoảng 2 câu nữa tả về nốt là cảm nhận của con về bạn ấy là có thể kết thúc bài. Nốt nha, nốt nha, để nhanh để mình có thể luyện đọc qua 1 đến 2 lần rồi về nhà con giữ thì luyện hết. Nào đọc đi, đọc cho cô một câu. Chắc là tôi đã học được từ cậu ấy về về sự vui vẻ. Thế như bản thân con có thấy con phải là một người funny không? Con cảm thấy thế nào về bản thân mình? Chắc là có. Con cũng funny. Con cũng funny như gì? Có. Trước khi quen bạn đấy thì mình có funny không? Cũng hầu như là không. Thế thì mình có thể nói là gì? Trước khi quen Trọng thì tôi cũng không phải hẳn thì tôi là một người như nào? Ví dụ như là cần tính à? Hay là có thể nói như thế, quiet, có nghĩa là ít nói chẳng hạn đấy, hoặc là trầm lặng, một người trầm lặng. Nhưng mà sau khi quen Trọng thì tôi đã trở thành gì đây, funny như một như nào, chú hề. Như thế được không? Chắc là được. Đúng rồi, ví dụ nhá, before ai gì nhỉ, new Trọng này, đúng không? I was rather quiet. Nghĩa là tôi có thể được coi như là khá là trầm lặng. I was rather quiet. And after I made friend with him, ví dụ people around me, những người xung quanh tôi told me that hey, you are as funny as a clown. Yeah. Đấy, là trước khi tôi biết Trọng, tôi khá là trầm tính. Sau khi tôi làm bạn với cậu ấy, những người xung quanh tôi nói với tôi rằng, này, cậu đúng là hề hước như là một gì? Chú hề. Rồi. Còn gì nữa không? Thế thì con có muốn sau này mà mình giống bạn ý ở cái điểm nào nữa? Mình muốn trong tương lai mình sẽ giống bạn ý ở điểm nào? Lạc quan à? À, đúng rồi. Bảo là I hope gì? That in the future. In the future, I will as positive
I will be as positive as him. As him. Mm. Nhưng mà thế mình sẽ nói thêm một câu nữa để cho nó nối lại là gì? Mặc dù thì tôi bây giờ tôi rất là funny đúng không? Nhưng mà đằng sau những cái ví dụ như là cái sự nụ cười đó thì tôi vẫn có nhiều điều lo lắng. Tôi vẫn có nhiều điều để đáng lo lắng đúng không? Thì tôi mới mong muốn trong tương lai tôi có thể lạc quan và yêu đời giống như cậu ấy. Đúng không? Yeah. Also, funny. Yes. A funny person now. I still have the many things to worry about, and I worry about it. I just don't show them. Nghĩa là như nào? Thử dịch cho cô này. Mặc dù tôi là một người hài hước nhưng tôi vẫn có rất nhiều thứ lo lắng, chỉ là tôi không thể hiện ra. Đúng rồi. I hope that in the future. Thế thì mới là tiếp theo là gì? Tôi mong rằng trong tương lai tôi có thể as my friend. Có thể gì đây? As positive as my friend. Có thể lạc quan giống như người bạn tôi. Rồi bây giờ con sẽ nói nốt cho cô là 1 đến 2 ý về cái cảm nhận cuối cùng của mình về cái người bạn này. Được chưa? Vừa. Nó chỉ 1 đến 2 câu là có thể ok rồi. Khoảng 2 câu. Rồi bạn đã nghĩ ra được gì chưa? Để kết bài, một bài văn thì phải có kết đúng không? I hope in the future with him will be best friend. Thế bây giờ vẫn chưa phải là best friend à? Không, kiểu như là đấy mới là hồi tiểu học thôi, còn bây giờ thì cũng không gặp nhau được nữa rồi. Rồi thì nghĩa là hóa ra là nghĩa là bạn này bạn ý. Ố, sao con bảo là classmate mà? Vâng. Classmate bây giờ hay là classmate hồi tiểu học? Classmate hồi tiểu học à? Ố thế thì phải nói rõ là thì còn bây giờ thì không gặp nhau ở cấp 2 nữa đúng không? Là ít gặp nhau đúng không? Vâng. Thì con phải nói rõ là he was my classmate in primary. Primary school. Thế thì nói rõ là gì? Now we are in second gì nhỉ? Secondary school. Đúng rồi. So we don't have many chance. Many chances to meet often, to meet each other often. I hope the in the future, he and I will be good friend. Best friend again, đúng không? Hay là sao? Là best friend hay thôi rồi. He and I will be
best friend. Rồi. Xong rồi bây giờ bạn tả nốt nói về một cái gì đấy mà để nó có từ người hùng đi. Để kết bài nó phải có, nó phải chốt lại, nó phải có từ người hùng nhá. Vừa. Nói nó một câu. Nào, nói đi nào, cố lên. Rồi cái kết bài tiếng Việt hay tiếng Anh đều được. Nói một câu nào đấy để diễn tả cái sự gọi là người hùng của cậu ấy nhá. Nói một câu cậu lên. He's not strong or tall. But he was a tiny hero. À rồi. Có nghĩa là cậu ấy không phải là người, nhưng cậu ấy sẽ là một người hùng con, đúng không? Vậy là he có nghĩa là nói, phải nói với kiểu như nghe nó truyền cảm hơn nhá. He may be not tall chấm này. He may be not strong. Yeah. But to me. He may be not tall, he may be not strong, he may not save the world. Đúng rồi, yeah, save the world. Yeah. But to me, he is a superhero. Phải này. A tiny hay là a little, đúng không? A little superhero. Rồi. Nhưng mà không nên dùng he ở đây vội mà phải dùng là gì? À thôi là he được rồi. Yeah, right now we don't have many chance. I hope in the future it's friend again. Rồi, thế bây giờ lời chào tạm biệt sẽ là gì? Chào tạm biệt mọi người, vì là đây là bài thuyết trình mà phải có tạm biệt. Thank you như nào? Phần tạm biệt nó có giống kiểu outro hay gì đấy không ạ? Tùy bạn, bà chỉ cần nói một câu là ví dụ cảm ơn vì đã lắng nghe gì, xong rồi tạm biệt thôi là được. Tạm biệt chị. Okay, that's all I have to say about my heroes. I hope you enjoy my presentation. Thank you for listening. Ah, yes, very good. Okay. Okay. That. Oh, gì dễ nhỉ? I have to say about my hero. I have to say about my hero. I have just talked about. Nghĩa là tôi vừa mới nói về anh hùng của tôi, đúng không? I have just talked about my superhero. I hope you see.
I hope you enjoy my presentation. Tiếp này. Thank you for listening. À, tiếp là gì? Một lời good gì nhỉ? Bye. Bye. Đúng rồi. Nào, thì bây giờ đến được cái gì? Intro. Giới thiệu bản thân một câu, một đến hai câu giới thiệu bản thân nào? Hello everybody, my name is Tùng Linh, I'm 12 years old and I learn in nhanh nghe để cô còn chép đã. Chỉ thôi, đọc từ từ thôi, đọc từ từ thôi để cô còn chép. Hello everybody. Rồi, everybody, rồi ok. My name is Tùng Linh. Rồi. I'm 12 years old. And I'm learning at phải không dùng learning ở đây nhá, phải dùng từ studying khi mà nói về đi học tại đâu ấy. Rồi. At gì? At class PK1675. Yes, PK1675. Okay. With teacher Hồ Trúc. Cô là Hồ Thanh Trúc đấy. Nhưng mà thôi, bạn đọc cô gọi cô như nào được nhá. Đây là tên email đúng không? Rồi. Vâng. Welcome to my presentation. Yeah, very nice. Welcome to my presentation. I hope you will enjoy it. À thôi, không cần biết đâu. I hope you enjoy it ở dưới rồi, đúng không? Nên là thôi không lặp nữa. Thế nhá, cô muốn bạn làm cho cô cái video này. Welcome to my presentation. Thế thì bạn có thể ví dụ viết ra một tờ giấy chẳng hạn, sau đó bạn giơ đây là gì? The hero in my eyes. Bạn có thể dịch cái presentation nhá. Cái chủ đề của mình là The hero in my eyes. Người hùng trong mắt con, đúng không? Đấy, sau đó bạn có thể viết ra một cái tờ giấy là để bạn có thể giới. Bởi vì nhá, khi cái gì? Khi mà bạn làm một bài thuyết trình nhá, luôn luôn mở bài phải nói rõ cho người ta biết là chủ đề của phần thuyết trình là gì. Đấy, đúng chưa? Thì bạn có thể viết thêm là gì? Và bạn giơ đây là ví dụ như này. Hello, my name is Tùng Linh. Welcome to my presentation. Sau đó bạn có thể giơ là gì? The hero in my eyes. Để người ta biết là gì? The hero in my eyes. Và bạn nói là the hero in my eyes. Bởi vì tại sao cô muốn bạn, nếu như bạn viết thêm một tờ giấy thì bạn sẽ biết là nó sẽ nào, nghĩa là người ta sẽ thấy à, bạn này có đầu tư hẳn là bạn đi ngồi viết ra một tờ giấy về cái chủ đề, nghĩa là có một sự gọi là gì, đầu tư thêm một chút gì, có nghĩa là không phải là chỉ là nói chay đúng không, mà lại có đạo gì, đạo cụ đúng không. Mình chỉ cần viết một tờ giấy A4, mình viết to là the hero in my eyes đấy, ví dụ thế. Xong bạn ví dụ bạn ký tên bạn ở giấy Cú Tùng Linh, viết ra như thế và mẹ mình show ra cho người ta thì người ta thấy là gì, con có sự chuẩn bị, con có gì đầu tư một chút công sức gì đó nữa, nghĩa là ngoài cái phần học thuộc ra thì mình phải có một chút đạo cụ đúng không. Khi bất kể một cái gì mà người ta thấy càng có đạo cụ, càng có sự đầu tư thì người ta càng đánh giá cao. Mình phải nhớ cái điều đấy, nghĩa là dù bạn nói rất tốt rất cả các thứ nhưng mà người ta chưa thấy được cái sự thật sự cố gắng của bạn, chưa thấy được cái sự thật sự là có đầu tư của mình thì đôi khi là người ta sẽ nghĩa là nhỉ, bạn này liệu bạn đã cố gắng hết sức chưa? Nghĩa là người ta sẽ tự hỏi như thế, nghĩa là thực ra mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà ví dụ mình nói chay quá, mình không có thêm bất kể một cái gì quá thì nhiều lúc chưa, ví dụ như bạn khác, bạn còn múa may quay cuồng, ví dụ bạn làm các cái trò mèo đúng không? Cô nghĩ là mình sẽ không làm cái đấy. Thì mình có thể ví dụ viết ra cái theme, cái topic The hero in my eye, mình thể dơ lên, ví dụ nói đây: Hello everybody, my name is Tùng Linh. Xong rồi, welcome to my presentation. The hero in my eye. Để mình có thể gì? Phải nói gì? Có cái topic. Đúng rồi. Phải nói rõ cái topic của chủ đề của topic là gì, chủ đề của cuộc thi ra nhá. Nghĩa là
trong một bài thuyết trình thì phần mở bài luôn phải nói rõ là hôm nay nói về cái gì. The hero in my eyes. Rồi, để phải nói rõ là như thế. Sau đó bắt đầu I want to tell you. Đấy. Thì 450 từ đấy. 450 từ đúng không? Thế thì cũng có thể kéo dài được tầm 5 phút. Nếu bạn nói chơi chạy. Tất nhiên là bị hơi dài lên không sao đâu. Thế bây giờ cô muốn bạn đọc cho cô nó dài nhỉ? Đọc, bây giờ bạn bắt đầu luyện đọc cho cô nhá. Mà luyện đọc presentation liệu có thể là Hello everybody, my name is Tùng Linh được không? No. Phải có cái sự gì? Cô đã dạy con diễn cảm rồi đúng không? Là lên xuống, lên xuống, lên xuống đúng không? Đấy. Và cứ mỗi sau mỗi câu cứ không cần thiết phải đọc nhanh đâu nhá. Ừ, xuống giọng. Tất nhiên là xuống giọng nhưng mà nghĩa là trong quá trình nói. Khi mà nói cách thì... là... đúng rồi, phải có cái sự nhưng không cần thiết khi mà đã gọi là văn nói thì con phải có cái sự linh hoạt. Văn đọc mới là luôn luôn xuống giọng của cuối câu. Còn văn nói thì đoạn nào mình cảm thấy mình có thể lên được, có thể làm cho gì nó hay thì mình cứ làm theo ý của mình, biết là làm thế nào để cho nó gì linh động, linh hoạt. Khi mà đọc theo kiểu đọc văn, đọc bài ấy, thì đúng là luôn luôn xuống giọng cuối câu, nhưng khi nói thì mình có thể tùy nhá. Đúng rồi, tùy đoạn nào mà nó phù hợp như thế nào mình có thể đấy, mình có thể tùy cơ ứng biến. Bây giờ bạn sẽ làm cho cô trước, mình sẽ coi như là mình sẽ chia cái bài này ra. Wow, dài thế này nhở. Thế thì đọc trước cái đoạn này nhá, vì là bạn nhìn cho nó to luôn. Đây, đọc cho đến contagious. Từ trước tiên là đọc cho cô từ này nhé. Contagious. 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 Rồi, tiếp nào. Còn từ này nữa. Nào, endearing. 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 Yes, endearing. 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 Này là gì nhỉ? Centimeters. Just centimeters. Yes, centimeters. Centimeters. Yes, centimeters. Centimeters. Còn cái gì không? Cái này nhá. Neat. 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 Yes, neat. Này là appearance. 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 Yeah, appearance. Appearance. The appearance. Appearance. Yeah, appearance. Cái này đọc là ideal. 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 Yes, ideal. Ideal. Cái này là ideal. Figure. 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 Yes, figure. Okay. Đọc lại cho cô từ này nhé. Nào, cả cụ. Ideal figure. Yes, tiếp theo nào. Neat. Appearance. Đúng rồi, appearance. Very good. And this? Appearance. Endearing. 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 Và contagious. Đúng rồi, contagious. Contagious. Nhớ nhá, có những từ ví dụ cuối, có những từ nó phải ví dụ nhấn mạnh lên một chút. Những từ quan trọng thì luôn luôn nhấn mạnh nhá. Những cái từ ví dụ như là is này, đấy, he thì we are, các thứ này thì những cái từ này gọi là những từ không quan trọng, động từ to be ý. Đấy, thì mình sẽ không cần nhấn mạnh, nhưng mà những cái quan trọng ví dụ he's very neat. He's very neat. Nghĩa là những cái từ mà nó nói lên ý của bài ý, thì phải nói nhấn mạnh lên nhá. Rồi bây giờ mời bạn nói cho cô từ đây cho đến đoạn contagious trước đi. Hello everybody, my name is Tùng Linh, I'm 12 years old, and I'm studying at class PK1675 with teacher Ho Chu. Welcome to my presentation, Heroes in My Eyes. I want to tell you something about a person. I have to say that I have many friends,
but there's a person who very special to me. This person also my friend, a friend of mine. His name is Chuck. He is the same age as me. We are 12 years old. He is my classmate in primary school. He's very different from other heroes. He's very short for his age. Age. Only 1,040. 1,000 là 1,000 mét cơ, 1,000 centimet cơ. 140 centimeters. Centimeters. He's skinny like a walking skeleton, although he doesn't own an ideal figure. He's very neat and cares about his appearance. When we look at his face, there's always an endearing smile, and his smile is really contagious. Thì vẫn chưa, vẫn gì đây, có cái độ fluency rồi, nhưng mình sẽ nói lần hai nhá, sẽ đọc nó mang tính giống như một bài văn nói hơn. Nãy giờ mình đang làm một bài văn đọc. Vâng. Đây mình sẽ làm nào để cho nó giống một văn nói hơn. Mình sẽ là gì? Hello everybody. Okay. My name is Dung Linh. I'm 12 years old and I'm studying at class PK1675 with teacher Hồ Trúc. Welcome to my presentation, The Hero in My Eyes. I want to tell you something about a person. I have to say that I have many friends, but there is a person who is very special to me. This person is also a friend of mine. His name is Chuck. He is the same age as me. We are 12 years old. He is my classmate in primary school. He is very different from other heroes. He is very short for his age, only 140 centimeters. He is as skinny as a walking skeleton. Có thể tả là gì? He is as skinny as a walking skeleton. A walking skeleton. Although he doesn't own an ideal figure, he is very neat and cares about his appearance. When you look at his face, there is always an endearing smile, and his smile is really contagious. Ví dụ thế mình phải nói có cái gì? Mình đang là văn nói chứ văn đọc đúng khi con nói con cũng cảm tưởng như con đang đọc đi. Chờ cô biết là do là có cô ngồi đây là bạn cũng sẽ không được tự nhiên để thể hiện, nhưng mà không sao mà, cô cũng hay ngồi tự luyện đọc nên là bạn cũng có thể cứ luyện đọc trước mặt cô nhá, như bình thường thôi, không việc gì phải ngại, đúng không? Nhưng mà con kiểu con không biết là lên xuống kiểu gì. Thế thì bạn cứ nghe theo cô nhá, được chưa? Nếu như bạn không biết lên xuống gì, bạn có thể làm theo mẫu trước. Đấy, ví dụ như là Hello everybody. Nào, đọc theo cô trước. Hello everybody, có cái sự tự nhiên trong cổ họng nhé. Và phải tưởng tượng là mình đang rất là vui khi mà được diễn tả cho mọi người, khi được đứng trước mọi người để thuyết trình, đúng không? Hello everybody. My name is Tung Linh. I'm 12 years old. Yes, right. Much better. I'm studying at class PK1675. I'm studying at class PK1675. With teacher Hồ Trúc. Yes. Welcome to my presentation. Yes. Now, phải có cái sự ở đây nhé. Welcome to my presentation. The hero in my eyes. Rồi, bây giờ nhé, cô đọc lại một lần nữa này. Hello everybody, my name is Dung Linh. I'm 12 years old and I'm studying at class P
PK1675 with teacher Ho Chuk. Welcome to my presentation, The Hero in My Eyes. Okay, now your turn. Hello, everybody. My name is Tung Ling. I'm 12 years old. I'm studying at class PK1675 with teacher Ho Chuk. Welcome to my presentation, The Hero in My Eyes. Yeah, there, very good. Đấy, bạn có thể là bạn từ cái đoạn đấy là bạn thể diễn tả ra, là thể siêu luận ra cách nào của các đoạn khác, ví dụ như là I want to tell you something about a person. I have to say that I have many friends, but there is person who is very special to me. This person is also a friend of mine. His name is Chuck. Okay, now your turn. I want to tell you something about a person. I have to say that I have many friends, but there's a person who's very special to me. This person also my friend. This person is also a friend of mine. His name is Chuck. À, nếu như mà cái phần a friend of mine mà bạn gì cảm thấy khó thì sẽ là this person is also my friend cũng được. Làm cách nào để mình luôn luôn cảm thấy để dễ. Ok, thế thôi. Bạn bắt đầu. Okay. He is the same age as me. We are 12 years old. He is my classmate in primary school. He is very different from other heroes. He is very short for his age, only 140 centimeters. He is as skinny as a walking skeleton. Although he doesn't own an ideal figure, he is very neat and cares about his appearance. When you look at his face, there is always an endearing smile, and his smile is really contagious. Ví dụ như cái đoạn cuối này thì cần phải nhấn mạnh. Đấy, nghĩa là mình phải nhấn mạnh là gì? À, luôn luôn có một nụ cười rất là thân thương trên khuôn mặt và cái nụ cười này thì rất là dễ lây lan. Đấy, là cái đoạn, là cái sự quan trọng nhất của cái câu này đúng không? Của đoạn văn này. Đấy, thì mình sẽ phải nhấn mạnh. Nào bây giờ, your turn. He is the same age as me. We are 12 years old. He is my classmate in primary school. He is very different from other heroes. He is very short for his age, only 140 centimeters. He's as skinny as a walking skeleton, although he doesn't own an ideal figure. He's very neat and care about his appearance. When we look at his face, there's only an elderly smile. Endearing smile. And his smile is really contagious. Contagious. Nếu như mà mình không muốn dùng từ này dễ hơn đi. Endearing thì như bạn hay bị quên. Lovely smile là được, một nụ cười đáng yêu là được. Được chưa? A lovely smile. Đấy dễ hơn đúng không? Thế thì bỏ là a lovely smile. Okay. Yeah, very good. Tiếp này. Now, I want to tell you about my friend's personalities. First of all, he is really funny. Really funny này cần phải nhấn mạnh đúng không? Vì nó rất là quan trọng. Nó là một cái đặc tính quan trọng của bạn này. He is really funny. Okay. He always tells us jokes. He is amazingly positive about his study. Amazingly positive là những cái mà cần phải nhấn mạnh. He is amazingly positive about his studying. Most of the time, I rarely see his sad face when he gets bad marks. He even comforts us when we don't get the marks as good as expectation. I remember there's one time our school went on a picnic. We had a team building activity. We were the best team
But it turned out we were the worst. Đấy rất là bất mãn đúng không? But it turned out we were the worst. But my friend was still ridiculously positive. One more thing. He is full of energy. Đoạn này phải nhấn mạnh. He is full of energy all the time. Luôn luôn. He always works hard and never feels tired. There's a time I had to run. We had to run all day. But I couldn't hear his complaints once. This positive energy made the whole team feel better and stronger so that we could finish the whole race. Feel better and stronger. Nghĩa là phải nhấn mạnh là gì? Cái nguồn năng lượng tích cực này khiến cho cả team có thể vui hơn, tốt hơn này và khỏe hơn. Rồi, bây giờ bạn sẽ đọc cho cô đoạn này nhé. Now I want to tell you about my friend personality. First of all, có thêm cái sự gì diễn cảm hơn nào. Now I want to tell you about my friend personality. First, he's really funny. He's always tell us joke. He's amazingly positive about his study. Most of the time, I rarely see his sad face when he gets bored mark. He even comforts us when we don't get the mark as good as expectation. I remember there's one time our school went picnic. We had a team building activity. We thought we were the best team, but it turned out we were the worst. But my friend's still ridiculous positive. One more thing, he's full of energy all the time. He's always work hard and never feel tired. There's time we had to run all the day. But I couldn't hear his complaint once. This positive energy made the whole team feel better and stronger so that we could finish the whole race. Yes, very good. Về nhà nhớ, luyện đọc cho cô biết là sẽ hơi bị mệt đấy. Vì là nói ngon nhưng mà mình sẽ cố gắng nhé. Okay. Before I knew Chong, I was rather quiet. Điều đây là quiet nhé, chứ không phải là quiet mà là quiet nhé. And after I made friends with him, And after I made friends with him, people around me told me that, hey, you are as funny as a clown. Although I'm a funny person now, I still have many things to worry about. I just don't show them. I hope that in the future, I will be as positive as my friend. Now we are in secondary school. So we don't have many chances to meet each other often. I hope in the future, he and I will be best friends again. He may be not tall. He may be not strong. He may not save the world. But to me, he is a superhero, a little superhero. Okay? He may not be tall. He may not be tall. He may not be tall, he may not be strong. Rồi, okay. Now, before, bạn đã cứ đoạn này cho đến hết luôn nhé. Xong rồi, okay, that's all. I have to say, I have just talked about my superhero. I hope you enjoy my presentation. Thank you for listening. Goodbye. Okay. Now. Từ ở sau cái chữ I was thì đọc là gì ạ? I was ở cái before rather, I rather rather yeah, rather đọc nào biết thế, biết nào đọc thế rather. Before I knew Chuck, I was rather quiet. After I made friend with him, people around me told me that, hey, you are as funny as a clown. Although I'm a funny person now,
I still have many things to worry about. I just don't show them. I hope that in the future, I will be as positive as my friend. Now we are in secondary school, so I don't have many chances to meet each other often. I hope in the future, he and I will be best friend again. He may not be tall, he may not be strong, he may not save the world, but to me, he's a superhero, a little superhero. Okay, that's all. I have just talked about my superhero. I hope you enjoy my presentation. Thank you for listening. Goodbye. Yes, very good. Thế thì bây giờ nhá, cô muốn bạn làm công việc cho cô về nhà là bạn sẽ phải luyện đọc. Vì là khi mà quay video thì con phải làm thế nào đó, con dù con có viết lên để con gì, con nhìn hay là như thế nào thì con phải cố gắng là thứ nhất, không để người ta biết là mình đang đọc giấy. Thẳng. Không để người ta biết mình đang đọc giấy. Và kể cả khi đang đọc giấy thì phải luôn làm cách nào để nhìn thẳng vào màn hình. Chứ không phải là nhớ, nếu như con để, ví dụ con để cái bảng đó hay gì đấy, con để như này, con cảm giác như con sẽ bị ngửa cổ lên con nhìn, hay là cái ánh mắt của con nó không nhìn đúng vào màn hình. Nên là khi mà mình quay phim ý, lấy điện thoại quay ý, thì phải làm thế nào để luôn luôn cảm giác như mình đang nhìn thẳng vào màn hình nhá. Nhớ này, quay phim ngang điện thoại, quay ngang màn hình. Đấy, đứng giữa ra và đừng có ngồi sát quá như này. Như là ví dụ nhá, như này là sát quá. Ít nhất là ngồi như cô này này. Như con ngồi là sát quá đúng không ạ? Đang như con là ngồi đang bị sát, phải ngồi đây là con ngồi xa ra nhá. Được chưa? Ngồi giữa màn hình. Thử bây giờ thử ngồi xa ra xem. Xa ra hơn một tí nữa. Đấy. Thì bạn ấy, thì bây giờ mình làm nào cho ta nhìn này. Cái yes, nhưng mà phải ngồi ra giữa màn hình. Đúng rồi. Nhưng đúng rồi, yes. À như thế thì lại bị che mất cái phần che... chỉnh lên một tí nữa. Rồi đúng rồi, ngồi như thế nhá, hoặc là ngồi xa ra thêm một tẹo nữa thì càng tốt, nhưng ngồi ra giữa một tí nữa. Phải, con có nhìn thấy màn hình không? Có nhìn thấy cái hình của con trong màn hình không? Ngồi ra giữa nữa. Nhưng mà phải làm nào để nhá, đầu con đang bị sát cái phía cái góc phía trên quá, phải làm nào để gì? Như cô này. Ngồi như cô này, ngồi ra đúng giữa, chính giữa luôn đúng không? Đẩy cái mặt này ra sau. Rồi. Đây, đẩy ra một tí nữa được chưa? Nếu như con chỉnh như thế nhá. Thôi được rồi, như thế cũng được chưa? Ngồi thẳng lưng lên. Thì ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng, thẳng cổ thẳng lưng lên nhá. Được chưa? Khi mà nói có gì đây? Body language một chút, để cho làm nào để ta nhìn thấy. Before I knew Chuck, I was rather quiet. And after I made friends with him, people around me told me that, hey, you are as funny as a clown. Ví dụ như thế. Nói nhá, phải có gì cho người ta thấy là mình đang cái bản thân. Kể cả nhá, kể cả cái tay của con nó không vào hình, thì con cũng phải vẫn di chuyển bản thân để thế nào để cho kiểu như là cái phần vai của mình nó trở nên tự nhiên. Luôn luôn nói như là đang tưởng tượng là tất cả người đang gì đang có thể nhìn thấy cái thân hình của mình, nên là mình vẫn gì di chuyển tay kể cả vào hình đi chăng nữa, nhưng mình vẫn cứ đang làm điều đấy để người ta biết là mình không buông thõng người, mình không đang ngồi im đọc, mà mình đang có cái sự rất là positive, cái nguồn năng lượng của mình rất nhiều. I'm full of energy, tôi gì luôn luôn đầy năng lượng, đầy sức sống đúng không? Đấy. Và về nhà phải luyện đọc cho cô liên tục. Ít nhất là một ngày bạn phải đọc tầm 4 lần. Đọc to ấy. Đấy. Sáng, bây giờ nhá, về ngay lúc này tắt máy đi, nghỉ một lúc. Tầm 11, 12 giờ bạn ngồi bạn đọc to một lần nhá. Đừng đọc, đọc phải như là mình đang gì, đang thuyết trình rồi. Nên là phải luôn có sự ngắt nghỉ này. Đọc diễn cảm, được chưa? Sau đó ví dụ đến chiều, ví dụ như là bạn ngủ trưa không, thì bạn có thể tầm 3 giờ bạn lại luyện một lần nữa. Đấy. Xong đến tối tầm chiều tầm 6 giờ bạn luyện lần nữa, rồi trước khi đi ngủ bạn luyện lần nữa. Đấy, nói đi nói lại. Chưa? Sau đó khi nào con quay phim đấy thì con có thể gửi cho cô trước. Và con có nick Facebook không? Có. Thế thì nhá, người ta yêu cầu là cô giáo không được phép đăng đâu, mà phải là phụ huynh hoặc học sinh tự đăng. Thì một là bạn có thể tham gia vào một cái nhóm. Được chưa?
một link cho đấy nhóm anh đây, bạn trai cho cô cái nhóm này nhá. Đây bạn kia đây. Cậu đây đây, chờ một tí. Bởi vì người ta yêu cầu là con phải tự đăng nên bây giờ cô hướng dẫn con luôn cái phần mà và nhớ nhá, đừng có đăng vào những cái giờ nào ít người xem, nên đăng vào khoảng tầm 8 giờ tối được chưa, hoặc là buổi sáng thì con đăng vào tầm khoảng 11 giờ đi. Đấy, đừng có đăng vào những lúc mà ví dụ 2 giờ đêm mới đăng nhá. Đêm thì người ta không xem đâu. Dù là ban giám khảo đang nghề đánh giá, nhưng mà mình muốn là như nào? Mình muốn là nhiều người biết ạ. Đúng rồi, mục đích của mình là nhiều người xem cơ mà. Đây. Bạn nhìn thấy tên của nhóm này chưa? Viết cho cô cái tên nhóm này vào và bạn join. Bạn tham gia vào cái nhóm này nhá. Cộng đồng. Nhớ là phải tham gia nhá, để chứ không là mình luyện tập bao nhiêu công mà cuối cùng bạn mà không tham gia và bạn không post video lên là coi như công cốc. Được chưa? Người ta yêu cầu là phải là phụ huynh hoặc học sinh tự đăng, có giáo viên thì không tự đăng được. Phải là phụ huynh hoặc học sinh, nên là bạn về nhà bạn tham gia cho cô cái nhóm này nhá. Hoặc là nhờ mẹ cũng được, hoặc là mình tự mình đăng luôn cũng được. Có phải là cái nhóm mà đang có cái hình nền là My Hero xong là người hùng trong mắt con không ạ? Đây, nó đây, nhìn đây. À rồi. Đây, nhưng mà người ta yêu cầu nhá, khi đăng bài phải gì như nào? Cách thức đăng bài này, bạn phải đọc vào nhóm nhá, thì bạn phải đọc bài cách thức đăng bài trước. Nghĩa là khi bạn, đấy, bạn đăng bài nhá, thì bạn phải viết cái gì? Phải mã lớp, họ tên học sinh, mã lớp của mình là PK1675 được chưa? Cú pháp dự thi này là PK1675 cái gạch Cú Tùng Linh. Đấy. Ngoài ra Pantado cũng rất mong được lắng nghe những chia sẻ tâm sự cảm nhận của các anh nuôi cho thời gian các bạn nhỏ đi học. Nghĩa là trong khi mà ngoài cái cú pháp dự thi, bạn có thể viết một vài cái câu như là về cảm nhận của con khi con học tại Pantado. Được chưa? Ngoài cái mà mã để học sinh, con viết thêm một vài cái cảm nhận của con và con mong muốn điều gì nữa, ví dụ như là con chưa hài lòng gì, hay con mong muốn cái gì, hay là con đã đạt được cái gì ở sau cái khi mà con học ở đây, thì con cũng viết ra một vài cái như thế. Thì cô bảo nhé, luôn nên viết ra những cái đấy để gây sự chú ý. Mục đích của mình là thi thì có phải là gây sự chú ý không, nên là phải luôn luôn gì, người ta bảo là làm cái gì thì mình làm theo cái đấy, chứ không nên là tự nhiên quăng mỗi cái mã lớp họ học sinh thì nó không được hay lắm, mà nên gì viết vài cái cảm nhận ra, viết vài cái cảm nhận ra để gây sự chú ý, đúng không? Luôn luôn làm như thế, mục đích của mình là thắng mà. Thế nhưng là cô bảo giải thì không quan trọng. Giải đúng là chưa quan trọng bằng cái việc mình cố gắng, đúng không? Nhưng mà tội gì mà không cố hết sức, đúng không? Người ta bảo viết ra thì cứ tội gì không viết ra vài cái để người ta, bạn này làm tốt thật mà lại còn gì nhỉ? Rất là năng nổ, nhiệt huyết, đúng không? Thế là người ta thích. Rồi, ok. Rồi nhá, về nhà bạn cho nhóm đấy và luyện tập thêm nhá. Thank you so much and see you. Hôm mai thì con có học online của trường, nên là có thể đổi giờ sớm hơn hoặc là muộn hơn một tí được không ạ? Sớm hơn. Thế thì bạn có học được lúc 11 giờ chưa không? Chắc là được ạ. Thế thì học 11 giờ nhá, vì là lúc 10 giờ cô lại dạy một bạn rồi. Được. Thế thì mình học lúc 11 giờ nhá. Ok. Được. Okay, thank you so much and goodbye. Goodbye. Yeah, nhớ luyện tập nhá. Vâng.